Jeff Williams, người kế nhiệm sáng giá của Tim Cook ở Apple. Để chuẩn bị cho việc CEO Tim Cook và những lãnh đạo hiện tại về hưu, Apple đã lên phương án bổ nhiệm dàn lãnh đạo mới. Và theo kế hoạch được Bloomberg tiết lộ, giám đốc vận hành COO hiện tại của Apple, Jeff Williams, sẽ đảm nhận vị trí CEO sau khi Tim Cook nghỉ hưu. Thực tế đây không phải là thông tin bất ngờ, bởi từ lâu, Williams đã được xem là người kế nhiệm rõ ràng. Ông điều hành hoạt động toàn cầu của Apple dưới triều đại Cook, góp công lớn trong việc phát triển Apple Watch, gần đây còn giám sát hoạt động thiết kế phần cứng và phần mềm thay Jony Ive. Gương mặt thay thế huyền thoại thiết kế Jony Ive. Jeff Williams, sinh năm 1963, lớn lên tại miền Nam nước Mỹ. Ông lấy bằng MBA tại Đại học Duke và làm việc tại IBM trong nhiều năm trước khi gia nhập Apple vào cuối thập niên 1990. Vào năm 1998, Jeff Williams phụ trách quản lý mua sắm, làm việc với bên cung ứng, vận chuyển các thiết bị từ nhà máy Trung Quốc đến mọi nơi trên thế giới và làm việc trực tiếp với bên phát triển sản phẩm. Ông trở thành phó chủ tịch điều hành cấp cao của công ty vào năm 2010. Trong quá trình làm việc, Jeff Williams luôn có thói quen chuẩn bị một tập tài liệu khổng lồ về phát triển sản phẩm và kế hoạch điều hành để có thể trả lời những câu hỏi của CEO trong những buổi họp. Ông cũng hay ghi chép những điều cần lưu ý trong một cuốn sổ bỏ túi. Cuối 2015, Jeff Williams được thăng chức lên làm COO, giám đốc vận hành của Apple. Jeff Williams chính thức ngồi vào vị trí cũ của Tim Cook trong một thời điểm vô cùng quan trọng đối với Apple. Đó là khi doanh số iPhone, vốn chiếm khoảng 2/3 tổng doanh số bán hàng của táo huyết, đang có dấu hiệu chững lại. Việc Williams trở thành COO mới sẽ cho phép Tim Cook có thời gian tập trung hơn vào những quyết định lớn của công ty. Nhiều đồng nghiệp đã và đang làm việc tại Apple cho biết ông Williams là một lãnh đạo khiêm tốn, kỷ luật và yêu cầu cao. Hàng tuần, ông sẽ tham dự những buổi đánh giá sản phẩm và quá trình thiết kế, sau đó báo lại cho CEO Tim Cook trong buổi phê duyệt cuối cùng. Tháng 6 năm 2019, khi Apple công bố giám đốc thiết kế Jony Ive sẽ rời khỏi công ty, tâm điểm chú ý liền chuyển sang Jeff Williams. Thay thế cho vị trí của Jony Ive, COO Jeff Williams sẽ đảm nhận vị trí quản lý đội ngũ thiết kế phần mềm và phần cứng của Apple. Bên cạnh Williams, Evan Hanke sẽ đóng vai trò phó chủ tịch phụ trách thiết kế công nghiệp, còn Alan Dye sẽ là phó chủ tịch phụ trách thiết kế giao diện người dùng. Góp công lớn trong việc phát triển Apple Watch. Từ năm 2013, Jeff Williams đã lãnh đạo đội ngũ phát triển Apple Watch. Từ khi đảm nhiệm vị trí COO vào cuối 2015, ông là người giới thiệu từng phiên bản đồng hồ và chịu trách nhiệm giám sát phát triển sản phẩm của Apple. Với Williams, Apple Watch có lẽ là bài kiểm tra lớn nhất. Nhiều tháng trước khi trình làng bản đầu tiên, một số nhân viên kiểm nghiệm sản phẩm đã bị dị ứng với một loại niken trong vỏ đồng hồ. Williams quyết định bỏ lô hàng mà công ty đã hoàn thành và tăng năng suất một dây chuyền sản xuất khác với loại niken mới. Đến khi nhiều nhân viên để ý thấy rằng Taptic Engine động cơ rung trong đồng hồ sẽ bị hư sau một thời gian dài do ăn mòn, Williams đã quyết định không bán lô hàng lỗi này mà tặng lại cho nhân viên. Những quyết định này giúp khách hàng tránh mua phải những mẫu Apple Watch lỗi. Apple Watch không thu hút khách hàng như iPhone hay iPad, phiên bản đầu tiên hoạt động chậm và thiếu nhiều ứng dụng thiết yếu. Công ty phải ngừng sản xuất bản mạ vàng sau một năm. Dù vậy, sau khi phần mềm và phần cứng của Apple Watch được cải thiện, Apple đã kiểm soát thị trường dành cho vòng đeo tay kết nối Internet, chiếm hơn 50% tổng doanh thu của mảng này trong 2018, với hơn 22,5 triệu chiếc được bán ra. Trong những năm gần đây, dưới sự dẫn dắt của Williams, Apple Watch đã chuyển từ tập trung vào thời trang sang tập trung vào các chức năng sức khỏe và thể dục, trở thành đồng hồ thông minh phổ biến nhất trên thế giới. Và nhờ những thành tựu đó, giới truyền thông không ngần ngại bình luận: nếu Tim Cook quyết định nghỉ hưu vào ngày mai, thì ứng viên khả dĩ nhất kế nhiệm ông chính là COO Jeff Williams. Bạn đang xem video tại kênh Người Thành Công, đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nha. Đảm nhiệm nhiều trọng trách khác. Trách nhiệm của Jeff Williams hiện tại là rất lớn. Ngoài Apple Watch, ông còn giám sát rất nhiều bộ phận trong công ty, đặc biệt là quy trình phát triển tất cả các sản phẩm phần cứng của Apple.
Theo đó, ông sẽ mở các cuộc họp hàng tuần để đánh giá quy trình. Đó là lý do mặc dù quy trình có tên gọi chính thức là New Product Review, NPR, đánh giá sản phẩm mới, nhưng một số nhân viên vẫn quen gọi nó là đánh giá của Jeff. Jeff Williams cũng từng giám sát đội kỹ sư thiết kế điện thoại Apple một thời gian ngắn khoảng 10 năm trước. Những người trong nhóm thiết kế cho biết họ tin ông Williams hiểu được giá trị công việc của họ và giúp họ thực hiện ý tưởng thay vì bác bỏ chúng. Một cựu giám đốc cấp cao của Apple cũng cho biết bản thân mình không hề lo lắng về khả năng thực hiện ý tưởng của đội thiết kế do ông Williams giám sát. Sẽ ra sao nếu Williams trở thành CEO mới của Apple? Cây viết nổi tiếng Mark Gurman của Bloomberg từng tiết lộ kế hoạch kế nhiệm mà Apple đang thực hiện cho đội ngũ lãnh đạo của mình. Cụ thể, báo cáo giải thích rằng Apple đang dành rất nhiều sự quan tâm cho việc phát triển thế hệ lãnh đạo mới trong bối cảnh Tim Cook, CEO hiện tại, và nhiều thành viên trong hội đồng quản trị đang ngày càng nhiều tuổi và cận kề thời điểm nghỉ hưu. Thậm chí Bloomberg còn nói rằng ông Jeff Williams nhiều khả năng sẽ là người ngồi ghế CEO thay cho Tim Cook. Dù Tim Cook đã dẫn dắt Apple vô cùng thành công, đưa Táo Khuyết trở thành công ty đầu tiên của Mỹ đạt giá trị vốn hóa thị trường 2.000 tỷ đô la Mỹ. Nhưng theo nhiều đánh giá, trong tương lai gần, vị CEO này cùng ban lãnh đạo của Apple có thể sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề, nhất là trong bối cảnh nỗ lực chống độc quyền đang gia tăng trên toàn cầu. William giống Tim Cook ở nhiều mặt, hai người gần bằng tuổi nhau, đều lớn lên ở miền Nam nước Mỹ, có bằng MBA tại Đại học Duke và đã có khoảng thời gian làm việc tương đương tại IBM trước khi đến Apple. Tim Cook cũng từng làm COO trước khi trở thành CEO và đã dành thời gian để đưa Apple Watch thành hiện thực cũng như phát triển ổn định. Những người thân cận của Cook cũng nhận xét Williams là người giống Tim Cook nhất trong công ty. Williams luôn khiến cho các nhân viên có cảm giác an toàn. Ông là một người giỏi quan sát, biết lắng nghe, thường đặt những câu hỏi nhạy bén và nỗ lực tìm tiếng nói chung với kỹ sư. Những điểm tương đồng giữa Tim Cook và Williams khiến nhiều người tin rằng ông có thể dễ dàng ngồi vào vị trí CEO. Sự chuyển giao từ Cook sang Williams có thể giúp cho các cổ đông cảm thấy thoải mái hơn so với lúc chuyển giao từ Steve Jobs sang Cook. Nhiều khả năng Apple sẽ tiếp tục đi theo quỹ đạo hiện tại mà không chịu bất kỳ sự thay đổi đột ngột nào. Dưới triều đại Tim Cook, Apple đã phát triển vượt bậc. Nhiều người tin rằng Williams lên thay thế Cook, ông sẽ đủ khả năng giải quyết những vấn đề phức tạp của Apple hiện tại và tiếp tục mở ra những hướng đi mới trong tương lai, giống như những gì mà người tiền nhiệm Tim Cook đã làm được. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nha!